giờ lên trên này nghe thì nghe nói không, nhưng mà quy hỏi mới quan trọng đúng không? Nào đói bụng quá lên này, đói uống nước rồi. Bánh này không vấn cái này em à, mà đường nó xuống không biết sao nói chuyện. Bánh này đâu nè, có sô cô la nè. Đưa rồi, mà đâu có bị tiểu đường đâu. Nhưng mà đại khái là đói cũng xuống đường đó, chóng mặt. Chóng mặt thì nó vô quạng, đừng bà con đừng có buồn nha. Một bóp. Cho mình ăn đó, mình nói được có thịt mới giật được đạo. Còn này cho bánh này, sao giật. Sáng giờ chưa ăn gì chứ. Bây giờ vật được chút. Huy cũng có vẻ xuống đường rồi đó ha. Nãy giờ em dập mà quá trời đồ ngọt vô rồi. Cái này nữa nè. Mấy này thiếu ngủ. Mấy này uống này ngủ ngắt rồi. Uống chút nữa. Thiếu ngủ hả? Chút lại lên nước đá. Ở đây cái không? Muốn buồn ngủ không có nhậu. Không. Huy là đi đâu bây giờ đó, Hoàng không Huy, đi nhậu nữa. Huy là đi bên Phila mấy ngày về cái xong rồi buổi sáng sớm là năm quan bốc đi luôn. Không thiếu ngủ mấy nay không. Cần chỗ nào cũng như là hai ba tuần trước á Dũng thời là cũng lên đây kiếm kìa. Con. Ở Dũng này lên. Có. Nhưng mà cái nơi số anh Đê Bình Dương. Cái ông Đê Bình Dương gọi kiện đáng đâu. Lúc đó mình đang livestream đâu á bắt điện thoại không được. 3-4 tiếng sau bác à? Hay, đâu biết đâu. Thế như từng rồi á. Thì đó, bởi vì mới nói là không, giờ nhiều người kiếm mình quá ta. Không có duyên. Nếu mà có duyên thì được. Thì anh đầy trên mạng á, người ta kiếm rồi đúng rồi. Đôi lúc người ta kiếm mình đôi khi á. Người ta kiếm á. Thấy không ấy? Tại sao lúc ít kiếm, tại sao lúc nhiều kiếm? Đúng không? Nhiều người kiếm nữa cái. kiếm nhiều kiếm ít tức là ít kẻ thù, mà nhiều kiếm tức là nhiều kẻ thù. Hay rồi, hay đúng không? Thấy chưa? Hoặc là nhiều lúc là đúng không? Là người ta cần người ta mới kiếm. Ờ. Thì tùy theo cái lúc đó cái tình đó sao đó, lâu lâu lên. Rồi. Đó chuyện nhỏ, lâu lên gặp. Không có chuyện nào nhỏ, có nhỏ mới có lớn. Cái chiều sâu cái đường nó mới đẹp. Rồi cái đồng hồ, cái điện thoại rớt bể nát hết trơn cũng còn quay hả? Cái đó cái vỏ không à. Đôi lúc thấy cái vỏ nó nát vậy nhưng mà vẫn xài được. Nếu mấy ông cầm điện thoại đẹp quay đâu bằng. Để đâu đâu, để đâu. Cũng không ngồi không? Dạ, đó đẹp quá. Không ra gì nữa. Tại góc này mát, thiếu được góc. Đúng rồi. Chỗ này ngồi mát quá chứ. Góc này mát, góc này đẹp. Mát mà. Ừ. Ngồi đó là chị ngồi đây nói chuyện nè. Người ta ngồi đẩy đây hết. Rồi có ngồi đẩy đây hết. Trời ơi, chỗ thì rộng, đến lúc quay là chật. Dạ rồi giờ mình nói chuyện về cái núi này trước okay. Đó, giới thiệu lại okay. Tại vì nhiều người coi nhưng mà quý vị thấy là đôi lúc là cái rồi thưa quý vị hôm nay Huy cùng với lại anh nghị viên Nam Quan của thành phố Westminster sẵn đi về thành phố San Jose và hiện tại bây giờ Huy đang ở trên đỉnh núi của Thiên Long Sơn. À, thì xin chào anh Ngô Tấn Kiệt. Chào anh là mời Trương Quốc Huy, người nổi tiếng nhất thế giới. Trời ơi. Anh là Tâm Hầm, tôi là Tép Riu. Tép Riu người ta lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp Tâm Hầm rồng đến nhà. Người ta nói gì rồng mà xa sông cạn là tôm dẫn mặt đúng không? Mà hổ lạc đất bằng là bị chó khinh. Thành ra nó không có lúc nào mà người bự người nhỏ nữa đó. Anh ơi, người ta chửi còn tôi bị quá cho người ta chửi. Không thì bây giờ hỏi anh Kiệt cái. Tại vì hồi trước giờ thưa quý vị là từ lúc mà sửa sang ở đây giống như là xây dựng ở đây hay là
lắp đặt những cái vườn tượng á, Huy chưa có được dịp lên đây. Hôm nay nói đúng không? Để khi lên cái nơi này cũng có duyên lắm. Thế là mấy lần trước cũng đang tính lên á, anh Kiệt nhớ là mấy lần anh Kiệt cứ kêu Huy lúc nào lên thì cứ hú Kiệt cái lên đây đúng không? Mà em lại lên không có thời gian ghé đây, nó ngộ vậy đó. Giờ sống không lên, chết cũng lên à? Dạ đúng rồi. Cái hồn bay về lẹ lắm. Đúng rồi, nó vậy đó. Núi lên thiên được không, nhưng mà thường thường cái lúc mà mình có mình ấy lên thì cái diện tích ở chỗ này là bao nhiêu mẫu thôi anh? Mua từ năm 2014 khởi xướng là 30 mẫu, từ từ cái mười mấy thằng Mỹ dài con đường đó gom lại cho tới ngày hôm nay là 10 năm sau ha. Dạ. Là được 500 mẫu. Dạ, tức là hồi lúc đầu mình mua là chỉ có 30 thôi, 30 mẫu là cái chỗ này, chỗ này xong rồi cái đầu mấy cái người hàng xóm á vô trồng bắt đầu cái người ta mới bán lại từ từ cho mình, tức là nó bán mình trả giá gấp đôi vậy đó, mình mua gom lại thành 500 mẫu. Dạ. Thì đến ngày hôm nay những cái gì mà Huy đi vô thấy á, chỗ chiếc OV đậu về dưới đó, dạ, rất là bao la lớn thì dạ, đã có tặng cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Bạn coi như đây là cái mái nhà chung. Mái nhà chung của người Việt. Ai là họ Trần, họ Nguyễn, Trâm, họ là lên vậy đây. Vậy là có một cái nhà hội trường ở dưới không? Có chứ, chỗ hội trường đây nhiều. Dạ. Dạ. 500 mẫu. Dạ. Tiền thì thôi vô số mấy chục triệu. Dạ. Nhưng mà cái nguyên nhân cái vì sao mà anh lại muốn mở rộng cái của giờ anh có tiền gì? Nhiều anh để nhiều. Thì vợ tiền nhiều để vợ anh nó sẽ hư phải không? Để nên anh dễ để vừa đúng cho vợ anh nó không có bị hư. Thứ hai con anh nó có chồng có vợ, chồng vợ nó cũng thương nó thật tình. Cho nên cái luật của tôi là mỗi đứa con một căn nhà với 1 triệu là xong, còn ba có dư ba làm gì chuyện của ba. Thì nên tôi dư tôi làm này, chứ không lẽ tôi mang tôi chôn với mồ làm gì tiệm. Để cục đất nó còn hoài không, vợ lên giá vậy lắm, giờ cả 100 triệu mua chưa được. Thấy nguyên thành phố Silicon Valley. Dưới tôi nghĩ đơn giản vậy. Trên này là dòm xuống thấy dưới thành phố Silicon Valley. Nghĩ đơn giản, tôi nói chuyện anh là về thực tế. Dạ. Tôi không có nói chuyện xa xôi tâm linh mất công anh khó hiểu không? Thực tế là vậy đó. Dạ. Để nhiều con nó hư, vợ nó dạ. Tính toán rồi nữa. Anh vậy thì ở đây cái công trình đó mình làm bao nhiêu cái? Và trong tương lai mình có muốn mình có làm thêm nữa không? Nó ngoài chỗ này ra tới đây nó còn những trong kia cũng có sinh hoạt được. Trong tương lai ở đây sẽ có một cái nhà thờ rất là lớn, thờ Thượng Đế. Dạ, đỉnh núi thờ, tức là còn trên cao nữa hả? Ở đây là 1000 độ cao, 1000 feet đó. Dạ. So với mặt biển phải không? Dạ. Lên tới đỉnh núi này 2700 feet. Bà già 80 tuổi đi bộ lên đó cũng được. Dạ. Đứa nít 5 tuổi cũng đi được. Tức là hai kinh á. Tức là mình làm cái đường cho nó có cái đường bao nhiêu năm rồi lại, hiện giờ ai lên đây làm mình đi bộ là vẫn bình thường. Dạ. Nếu mà từ đây á, mà anh mà mang giày đàng hoàng anh đi bộ á, là cũng cỡ 1 tiếng 1 tiếng rưỡi tuốt trên đỉnh núi. Ồ, nó có đường lên ông thấp bên cao đó. Và mai mốt là mình sẽ cất cái điện thờ Thượng Đế. Dạ, giống như đạo Công giáo vậy đó. Dạ. Còn chỗ này là chỗ sinh hoạt, xe lên đây được. Những mấy bác Việt Nam lớn tuổi mình đưa xe chạy gỡ này luôn. Mấy bác hay đi kép lên đây quả gì? Để xe lăn á. Xe lăn điện lên cũng được. Được. Đây xe nó lên đây được rồi. Dạ. Hồi đó tết cái đường lên trên đây hồi nãy Huy chạy lên cũng thuận lợi mấy vị. Nãy lắm. Lên đây cái mình nhìn xuống đây mình thấy cái nhà ở dưới kia đó, cái đường nó lượn gì đó. Dạ. Đi vô mình cũng rất là tiện. Rất là dễ. Dễ. Còn công người mà đổ xe măng cái đường lên á. Đó đó. Đấy. Cái đó là nhiều khi người ta đâu có nhớ. Ừ. Người ta nói gì ăn quả như kẻ trồng cây, nhưng mà này lái xe cũng phải nhớ người làm đường á. Cái đường mà xưa nó không có lên dễ dàng đâu. Bây giờ ủa hồi trước đây là anh làm cái này á, là cái đường là nó là đường đất hả? Đất hả? Là đường hai kinh á hả? Đường dạng đường nhỏ đường mòn á hả? Ừ. Rồi sao mình mới ban nó ra hả? Đây nó không có gì hết. Dạ. Là núi rồi mình lấy xe ủi mình ủi thẳng. Dạ. Ủi thẳng là mình chặt tới chỗ khúc rồi chưa được cái chu vi nhìn nè, được cái mình làm cái không gian vậy. Dạ. Chứ hồi xưa núi hình cũ á. Dạ. Mình thấy nó hoang sơ lắm. Dạ. Đó đầu mình mới ở trên này mới thấy là ở đằng kia mình có các anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Đức Tạ Quân, Lê Hồng Việt.
rồi Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Đức Phật Hoàng Nhân Nhân Tông, dạ, Đức Hoàng Nhân Tông, Đức Thầy Tây An, dạ, Đức Huỳnh Phú Sổ, dạ, Đức Thầy Đạo Hòa Hảo, dạ, rồi đằng đó, với Hùng Dương, Hùng Cơ, dạ, Đức Mẹ Hùng Cơ. Ở dưới kia thì mình có cái để đền thờ Phật, thờ Tam Thánh, Phật A Di Đà, Quan Thế Âm với Quan Thế Chí, tức là Đại Thừa đó. Dạ. Rồi ở phía trên này là quý lên đây quý nghe có tiếng tụng kinh ở trên này nữa. Hiện giờ đang tụng kinh à. À. Là mỗi ngày hay sao? Nó có nhiều suất lắm. Dạ. Đứa thì buổi sáng, đứa buổi trưa, đứa buổi chiều, đứa nào rảnh nhà nào thì lên đọc rồi đó. Nó đọc livestream không hết đó, mình nghe đó. Ừ, nó đọc cho thế giới luôn á. Ồ, cái này là livestream hả? Ừ, tất cả mình mọi đứa đọc kinh á là nó mở livestream không hết. Ừ, là có nhiều người người ta muốn về Thiên Long Sơn người ta đâu có điều kiện. À, mấy đứa nó đây nó tức, đọc tức là cái người mình lên mình tụng kinh xong rồi mình mở trên livestream. Ừ, cho người ta ở xa người ta có thể người đọc ta theo nhà với mình. Không, người ta đọc theo được. À, người ta tu chung với mình. À, tu dạ. Chung. Ồ, oh, vậy là không, mà ngồi ở đây, ngồi ở đây nghe tiếng đọc kinh rồi cái lòng mình nó khác luôn ha. Gió không nhân dây sơ tánh bổn thiện, thấy Trương Quốc Quy trên mạng quá trời tưởng dữ dằn lắm, không biết tu hành là gì. Không, bây giờ cũng biết ta không thầy kiểu bộ con à. Mình nhưng mà phải cái chỗ mình đến hay là cái nơi nào đó mình đến cái ơi không phải anh. Cái mình gặp người dữ mình nếu, nếu mà nói như vậy chắc ngày mai rủ tôi Lâm lên núi chắc tôi Lâm buồn hết, không có bỏ mỏ luôn, không phải tùy theo đúng không? Không, bắt trọng giờ chót á, cũng đi chùa kính thiên rồi cũng cũng kinh điển không rồi chết cũng Phật giáo. Không phải, ổng không có kịp. Không kịp hả? Không kịp đây nè, cuối cùng cũng về không, với Phật. Bây giờ ở đây có anh Ngô Tấn Kiệt mà. Bây giờ quý vị nhờ, anh nhớ không, hồi tháng 2 em nói không, Nguyễn Quốc Trọng á mà không lo tu tâm dưỡng đến là nó chết bất đắc kỳ tử. Hồi em nói thứ hai tháng 2 em nói không có kịp đâu, đừng có nghe tụi tụi nó xu nịnh này nọ, em có nói cái trên cái live stream đó đúng không, đến vừa rồi là ổng qua đời đó. Đó lý do tại sao mà bà con nói như vậy, tại vì hồi nãy quý vị mà nghe anh Ngô Tấn Kiệt nói quy dữ vậy á, không phải dữ là tại cái kiểu người ta nói dữ thôi. Trần Nhật Phong hát đúng dữ lắm. Hả? Nhật Phong cũng còn nhậu XO 40 độ. Đó, Huy đâu có uống tâm nhậu gì đâu. Sống rồi. Ờ. Đi đâu nhậu đâu. Trời nay ăn bánh luôn không? Ta ăn bánh là đi đến đường xa ăn bánh, ăn chocolate, ăn mứt rồi không? Nè, trời ơi. Ừ. Cũng tốt. Đúng không? Cái nhậu không nó cháy gan nó bớt đi. Không, không. Uống nước sinh tố rồi cháy đúng rồi. Rồi. Lên nè, chân thanh gió mát gì. Tổng người này uống trà phải không? Mặt trăng nó mọc này đó. Đây mà nãy lên nãy lên có thấy có phòng ở đó đã quá. Mà nghe nói người Tấn Kiệt nó muốn cho quỷ lên nó được cho luôn á, tặng luôn. Vậy hả? Tặng luôn. Trời ơi, nồi nước dưới mình xuống dưới coi cái hồn của mình. Nó có giường nhỏ nhỏ đó. Ừ, nhỏ nhỏ. Ủa nó yên tĩnh dữ lắm. Ờ, yên tĩnh. Không có tiếng gì hết. Lâu lâu mình lên đây mình tu. Không, mình lên mình nương nó giữ tu chắc chắc ba con cộng đồng thế giới nghe chắc cười bế bụng. Đâu có gì đâu, trời, chữ tu ở đây tại vì người ta nghĩ nó xấu xa quá đúng không, đúng không? Tu là sửa đó. Đúng rồi, ok, giờ nghe. Tôi bị lỗi mời tôi sửa một đúng còn rồi. Chín cũng đúng gọi rồi. Là tu dạ. Còn hơn mấy ông thầy ông nói tu mà ông chẳng có sửa gì hết, ông tăng không à dạ. tăng income, tăng thêm thu nhập dạ. Ồ, vậy cái hướng đó. Cái hướng đằng trước mặt mình ở đây là cái hướng đi nhìn xuống Sư Kinh Võ Lầy đúng không? Ở dưới trước mặt mình á là IBM, Cisco, Google, Facebook, dạ. Intel, Samsung, TMC, tất cả những hàng điện tử là nằm trước tức mặt là mình. Nó nằm đằng trước đó, ở thành phố San Jose á, là mình đứng đây dòm đây cho nó. Rồi cái là cái hướng của mấy cái tượng của đó. Rồi tất cả dạ. Những hãng công ty điện tử nó gọi là Sư Kinh Võ Lầy. Dạ. Sư Kinh Võ Lầy nó như cái tô rồi đúng không? Hai bên là núi dạ. Ở giữa mình ở giữa dạ. Những cái hãng điện tử nằm giống như cái lòng chảo vậy đó dạ. Thì đó mình nhìn thấy lòng chảo không, thấy bên kia núi bên này núi dạ. Tức là mình đứng ở bên này núi mình nhìn nó giữa, cho nên ban đêm á đèn đẹp thiệt là đẹp. Ừ. Cái núi này ban đêm nó mới đẹp. Ừ. Mà bữa nào có trăng nữa trò mấy thầy trò ngồi đó đã nước trà vậy là lên đây là ý nói là ở đây buổi tối nữa. Ừ.
Cái đèn nè, mấy nó câu đèn nè. Dạ. Đèn này giống như đèn cà phê giường đúng không? Mà ban đêm nó đẹp lắm. Ừ. Cái này người ta kêu chùa giường. Ê, lần sau phải lên công viên chùa giường. Cái này là công viên công viên. Buổi tối nha, đẹp quá. Mấy giờ trời rảnh anh đây ban đêm vui lắm. Dạ. Ca rồi nữa. Mới có đàn rồi hắn còn vui. Hả? Bữa nào gỗ công ty lên đây đàn với quý. Ông mới tới lình này cái mình ngồi ở đây. Thấy ở ngoài kia nắng gắt vậy chứ ngồi một đầu mấy bóng cây nó mát, gió nó dịu dịu. Nó cũng trong mấy bóng cây mát thì nó. Trên này nhiều tiên nữ nữa. À, nãy giờ không thấy tiên nữ đâu. Đây nè, lũ khổ nè. Sao không thấy? Chắc là bị che nắng mắt bị gì. Buổi sáng hay buổi chiều. Không thấy đâu. Ngày thứ bảy rồi đi, cửa này vô đến là thứ năm đúng không? Mà trời nắng kiểu này tiên nữ có mấy đứa đây là dữ rồi. Vậy hả? Tại tiên nữ sợ nắng. Nắng nó nám. Tiên nữ sợ nắng không? Tiên nữ nào cũng sợ nắng hết chứ. Lấy kem chống nắng của Phương Ngân ra nó chứ còn cái đường, cái hướng mà bên phía tên tay trái của mình nó đi lên là ở đâu? Đi lên cái hướng đó là cái... Nó có một cái chỗ mà gọi là cái hội trường á. Đó. Trong đó cũng thờ Phật, người đọc kinh trong đó thôi. Nó lớn lắm, nó lớn cái nhà cỡ mấy trăm người vô được á. Vậy hả? Ở bên đây gần đây nè. Còn này thì là chỗ chỗ public chỗ. Ủa chứ anh làm bắt đầu cái núi này là mình làm từ 10 năm, mười mấy năm chưa? 2014. 2014. Ồ, 2014 là cái năm đầu tiên mới vừa qua Mỹ đó. Ờ mới qua 10 năm hả? Dạ, em qua là năm 2014 đó. Thì qua năm 80. Dạ. Vô 2014. Dạ. Tiếng Việt bữa vô với tiếng Việt của mình giờ cũng bằng nhau đúng không? Ừ. Trên mạng hồi xưa người đâu biết lâu, tiếng Việt đâu. Ở Mỹ gần lâu tiếng Việt càng giỏi. Hồi xưa đâu có biết tiếng Việt. Tại giờ. Hồi xưa thì nói tiếng Mỹ. Nhà hát cao kê. Rất là flu lót luôn á. Tại vì học ở Mỹ từ lớp 8 mà. Dạ. Cái anh qua đây năm mấy? Lên trên mạng nói chuyện ghét bây giờ rành tiếng Việt luôn. Người ta đâu có biết gì qua Mỹ hồi năm 80 đâu. Dạ. Họ, anh qua là lúc năm 80 rồi. Năm 80, đúng rồi, có 14 tuổi à. Dạ. Mà ở Việt Nam rồi, đâu được đi học. Nhà qua ở đâu? Kinh tế mới ở trong ruộng. Dốt nữa. Ờ. Giờ nói tiếng Việt bằng với Huy. Trời ơi hay quá ta. Trời. Rồi tiếng Mỹ Huy bằng kiểu không? Không. Kia tò đó là kiệt đuổi mang luật sư rồi mà để tao cãi với ông tò. Lần nào mà sư phụ đuổi mang luật sư là vụ thắng rồi mà. Đấy, mang luật sư nó cố tình nó làm kéo dài á. Tự cãi luôn. À, về tiếng Mỹ thua mình phải không? Thua. Tiếng Việt là hơn phải không? Không thấy cái không. Miệng du lanh hơn mình á. Ăn giỏi hơn. Miệng này lanh dễ sợ. Không, không có lanh. Lanh mà vô được lòng nhiều người cả triệu view rồi trời. Không cả nước Việt mà không có vô á chắc người ta cũng bị trầm cảm người ta chết. Có Huy rồi đó nữa không? Không phải, cái đó là do cái lòng của em thôi. Tự nhiên mình không mình biết thấy, cách nói cho người ta vui đâu việc, dễ phải, đâu. Mình thấy cái việc đó mình không nói mình khó chịu. Mình nếu nói mà, mình biết nếu mà kiệt mà như Huy á bắt đầu mình làm một cái gọi là N10 Thí Nha. Cái mình bắt đầu mình làm hề luôn, không dám kiểu chí tài rồi chứ. Thôi mình làm vô cái đó, trời đất luôn á. Bây giờ mình đổi qua tài tử show luôn, show hề luôn. Không, cái kia còn cái show hề là show hề, hai cái khác nhau. Mình làm hai thứ luôn. Hai thứ là mỗi thứ làm. Tại vô có tài, hai thứ. Vậy là hề hả? Trời ơi, em mở show hề, ta đi coi đông á. Nó chuyện tiếu mà. Có duyên mà. Người có khiếu. Dạ. Chỉ nãy giờ thấy cái nón mình kịp đẹp nha. Nón chum ấy, ông này nón chum muốn coi có. À, ông này ổng ghê lắm, ổng nói ổng khen là ổng muốn hòa anh kề cận cái nón á, ý là vậy luôn á. Đó, ý là biết cười. Nếu không có đâu, tôi dịch nghĩa anh á. Nói này phải gặp ổng mới có được á. Đúng rồi. Bữa kia đi trong Malago mà nhà ổng mà. Dạ, bữa đi Malago rồi. Ở trong nhà ổng, gặp ổng luôn. Dạ. Bữa em có gặp ổng rồi. Ồ anh bữa đi vô là mới gần đây hả? Đi rồi tháng tháng mấy ta? Bây giờ kỳ kỳ này tháng 8 sắp tới là bắt đầu đi ủng hộ ổng nè. Trần Phong đủ đi nè. Ở nhà Phong giờ còn ủng hộ 100 hả? Còn chứ. Tưởng đâu nó hết.
không có. Giờ thấy Trần Đức qua chứ là gì á, giờ quy Đức á, ủng hộ á, nó mới bên kia. Dạ, nên tụi em chuẩn bị đi, em chuẩn bị đi không? Ủng hộ ông đi, kỳ này ông vô nhà. Ủng hộ ông là một cái, ủng hộ đại tá Cao Hùng. Đại tá Cao Hùng rồi vô senator thượng nghị sĩ á. Cái đứa nhà gì, Betty á. Betty á, dạ. Nên chơi thân với nó. Nó cũng là người chánh nghĩa. Dạ. Ở dưới Nam Cali có tại kia ở trên này xa với nó quá, cho trên này rủ nó đi uống Starbucks thường. Dạ. Chơi bây nó. bây giờ rủ Nguy đi uống Starbucks không? Vô ở xa quá đâu, mình đâu dám rủ. Bây giờ xuống đây chút dẫn vô đi ăn, mình cũng dạ. Ăn đói bụng. Dạ. Đói bụng rồi đúng không? Ăn quay đi rồi chút đi ăn. Dạ. Rồi có quay đi rồi nói chuyện vậy. Không nói chứ thưa quý vị là nãy giờ nói Quy hôm nay cũng vui là lên trên này. Quy không hình dung ra được cái trên núi lên trên đây cái cảnh nó lại yên bình, nó làm cho cái lòng mình nó dịu nhẹ đó. Gió đồ nó thôi mát không? Không nói được. Không đâu. Có, không có. Dịu là hết hứng. Không phải cục hứng. Tại vì anh làm cho em không có hứng. Ôi trời ơi. Lên đây anh họ Trương bây giờ thành họ Đỗ. Đúng không? Đó đây nè, cái đó là cái nguyên nhân á. Quy là Quy thích đổi thừa để cho người ta bực, người ta phải nói lời. Là đó đây ok là hứng đây. Giờ muốn sao để hứng nè. Kiếm chai Red Bull cho nó. Em có nè, mà nó bụi ngắt á. Đây là Red Bull đúng rồi, nó không có nó bụi ngắt à. Cho nó tưng lên. Nó phải có đá rồi nó bụi ngắt à. Để lại trời nó nắng. Đây ở bên bên này bên Mỹ này, nhưng mà ngồi đây á để có này nói cho anh chị nghe. Em á là em có cái khổ của em, nhiều lúc mình cười vậy đó, mà nhiều khi mình cũng bực chính mình luôn, mà nhiều lúc cái bực cái làm cho mình vui. Anh biết tại sao không? Yeah. Ban ngày tự nhiên mình ra Mỹ, tối về mình thành Việt Nam, cái qua ngày hôm sau mình ăn mất ngon. Bởi vì không phải ai cũng kiên trì đi theo được á. Nè mình đang ở bên này mình sống kiểu Mỹ sướng lắm rồi luôn. Chán ra làm việc không? Ăn uống rồi xong rồi về thấy bình nữa, cuộc sống yên bình. Cái đến chiều đọc tới chuẩn bị tối làm livestream. Mà mình đọc mình muốn phân tích cái chuyện đó. Thì mình phải suy nghĩ mình là mình phải đặt mình cái hoàn cảnh vô cái người đó. Đúng không? Hay là mình đặt hoàn cảnh mình vô là cái người công nhân Việt Nam trước cái chuyện đó như vậy. Tự nhiên mình á, mình đặt vô mình mới có cái feeling á, cái mình hiểu được cái cảm giác của người ta. Đúng không? Cái xong rồi mình tự nhiên cái mình buồn theo cái kiểu của người ta luôn. Mình lên rồi, bởi vì anh thấy là tại sao em lên em phải tức em nói. Tại vì mình nếu mình đặt mình hoàn cảnh mình là người ta rồi mình tức. Ok, bao giờ vô lên trên đài mà vô dám chửi thời DM cho nó không? Chửi bình thường có gì đâu. Không, cái đó cái chất con người của mình. Chửi hả? Chửi bình thường. Ôi giời, bữa nào có đâu không? Gan gì đâu đúng không? Bực cứ là chửi rồi. Đúng rồi, cứ chửi rồi. Mà mình chửi mấy lần á. Đúng rồi, chửi luôn. Chửi đi em nữa. Đúng rồi. Mình chửi cái người nào đó thôi, tại vì đó là bây giờ người ta ma là ma, mà Phật là Phật. Mà thà mày ma mày nói mày ma, người ta không có ghét. Đúng không? Là đó là có ma bây giờ nó ma đâu. Thì, mà nó toàn là nói nó Phật không. Bây giờ nè, ví dụ như giờ người ta nói như tao ủng hộ cộng sản, tao cộng sản thì mình biết nó cộng sản rồi, mình đâu tức đâu, tại nó như vậy rồi. Còn có thằng nó không chịu. Bây nó giờ, bị cái lập lờ đó đó, anh hiểu không? Bây giờ mình có chống cộng hay là không chống cộng gì cũng không biết. Đúng rồi. Cái đô la là mạnh nhất. Giờ đúng tôi rồi. Có chống cộng nhưng mà riết tôi thành chống gậy. Đại ca của mình á. Họ cùng họ với mình á. Đúng không? Cho nên cái đô la là nó làm cho mấy cây gậy cộng hết trơn. Công nhận không? Dạ. Còn mình chả chống ai. Ai mình cũng thương á. Dạ. Không, mình thương là thương. Thương mới la. Nhưng mà mỗi người la theo mỗi cách khác nhau nên thôi. Nên ở ngoài á, đi họp với mấy bác HO. Dạ. Thương kiệt không? Nó ghen á. Nó vô chỗ đại ca Lê Bình Dương mà nó dám mang khăn vàng qua chỗ nhất vậy đó. Vậy đó, lần nó không dẫn đó. Trời ca các bạn. Quế hương là chùm kế ngọt. Ngay xe Vinh Phát đó. Chỗ nó kỳ đó lên 100.000 view.
ở Việt Nam cũng vỗ tay. Ở Mỹ cũng vỗ tay. Bữa nay là lên 300.000 view nè. Yeah. Không có cần cờ gì đâu. Thấy không? Bởi lên lên kia có 100.000. Mình làm sao mà mình ở giữa, Kiệt là khúc giữa, chả ai ghét Kiệt đó. Người nào ghét giữa, giữa đừng nói ngoại giao cây tre có quan trọng. Mình không phải ngoại giao cây tre tấn của mình như là đúng rồi. Là đó. Có cây gươm gươm thần đó, đó. Gươm sắt phải không? Vậy mới chịu. Mình chỉ hiểu được rồi. Thời thế thời phải tới. Bây giờ ở chung với Đảng Cộng sản không tham nhũng, không ăn tiền nó đạp đít cho chết. Bắt buộc thôi. Cái thời thế nó vậy thôi. Bởi Viên Quy ở chịu đâu nổi, chạy qua bên Mỹ leo lên Liên Sơn ngồi. Dạ, Việt Nam muốn làm người tốt không có được. Đúng rồi. Đó, đi chung xuống vậy. Không nói chứ mình người tốt bỏ đi tị nạn hết rồi. Mình phải thông cảm cho bà Trương Mỹ Lan, rồi ông Tân Hoàng Minh, rồi bữa nay tới cái bà gì má của Cường Đô La. Mình phải thông cảm cho Cường Đô La phải không? Tại vì nó phải chạy chiếc xe Lamborghini thì mình mới hãnh diện nước mình giàu có. Trời ơi, giàu có đâu phải là chạy hết Lamborghini mới giàu có. Giờ cả nước mà không ai cái chiếc Lamborghini, mình lấy cái gì đâu, mình khoe với thế giới. Trời, lấy cục vàng á, trời ơi, ra được nó cũng có làm rồi. Nước Việt cũng đây, nước Việt là cái trung tâm. Giống như Ả Rập Saudi á, nó chạy Lamborghini đầy á. Thằng Ả Rập á, nó chạy đó, bởi vì nó là cái gì? Nó chạy mà cái xe mà chạy mà không có cái đường chạy á. Cái xe nó đâu có... Thế không, chiến tranh là người ta đi xe tăng chứ đâu ai để mà xe mà xe đang chạy chiến trường ở tầng lớp nào á, đúng rồi, khi đó. Nó làm sai á, nó cũng có cái đúng của nó, rồi khi cái người làm đúng á thì cũng có cái sai của nó. Nên tóm lại là mình không giận ai hết là chắc ăn thì không có giận. Nhưng mà như vậy thì anh mới đi tu được, còn em đâu đi tu được đâu. Chưa tu nghe, mặc đồ này sao tu? Không, mặc đồ gì cũng tu á, đâu phải tự nhiên mặc bộ đồ. Bây giờ cái ông mặc cái đồ cà sa vô rồi ông làm đi tu đâu, thầy chùa lửa gì cộng cả đông đó, nó phải đi tu luôn. Bắt đầu nói tới qua thầy nữa đúng không, mà nói đồng ý không nè, nói thiệt luôn. Bữa nào đi mấy tu đâu phải giờ, đâu phải mấy giống mấy thầy chùa lửa gì cao bông đủ màu á, đúng rồi, màu xanh màu trắng nha. Hay là về đặt ông gì ở Việt Nam đang đi ngoài đường á, có cái áo đó ăn tiền á, áo đó phải là custom design chứ áo thường đâu. Ông sao biết may áo đó, phải có người design cho ông. Dễ mồ luôn cái gì dễ đâu. Lấy miếng vải ra ngồi mai lại chỗ, mai muốn mai tặng cho nó kiền cái. Nhưng mà vấn đề là lụm ở đâu ra được nhiều màu kia. Chuyện nhỏ, lụm thiếu gì. Tại ngày bây giờ đi hết cái giường. Người, không. Có người... Đi hết cái giường em lụm mai được cái áo luôn á. Cái đó là miếng giường, anh chui. Anh chui hả? Chứ giờ tự nhiên lâu lâu lên đây, lâu lâu lên kiếm ông Kiệt. Đâu phải lúc nào cũng ở đây đâu, lên kiếm. Ai cũng kiếm được, nó lên đây lấy súng nó để vô đầu mình này. Đúng sao? Rồi, ngông đó là nó chơi. Mình đã 1 triệu người thương, có người ghét mình cũng mệt lắm. Dĩ nhiên phải có người ghét. Thôi 1 triệu người thương, có 100 người ghét cũng được luôn. Cũng được. Vui. Cái 100 người ghét đó nó làm cho 800-900 người kia càng thương mình hơn. Phải không? Không giống như... Bây giờ không có... Giống như Nam Hoàng có một bạn là Sư Minh Thánh. Hồi xưa nó là bạn của Kiệt, nó tên là Hoàng Long, hai cha con ở trên này nè, Kiệt nuôi chị cho tiền ngập luôn hai cha con. Thời đó lúc mình ở tù ra rồi đi vòng vòng, có một ngày nó mặc áo vàng vô lên đây, thế Kiệt bữa nay tôi là sứ rồi nghe, không có được kêu tôi Hoàng Long nữa nghe, chả có học thầy nào hết mà lên làm thầy cho tiên nữ chùa. Cái bây giờ một đống người chạy ra nó với là Phật, nó bị chút mental á. Còn có bạn mình mà mấy chục năm mà, cho nên bây giờ mỗi lần mà mình nói chuyện vậy cái nó chửi tôi, bây giờ tôi khét á. Vậy mà cũng có ăn đóng rằng cũng tin nó nữa. Yeah. Bởi vì cái thời đảo điên này á, nhiều chuyện điên đảo lắm thiệt á, thì cho là nhưng mà bây giờ giả cho lúc là đó, thiệt. Lúc á mình nói thiệt á, người ta nói là tự nhiên là Vũ Hằng Lăng á, mình nói lần này với thằng Dũng TD á. Ừ. Trời ơi, thằng Thương Minh Tánh này bạn tao mấy chục năm, tao rành nó còn hơn là tụi mày nữa. Nó điên điên á, thì xưa nó ở tù nó ra. Chắc kỳ này xuống nó nghe cái nó làm 10 cái clip nó chửi tiếp. Mà nó chửi kìa nghe đã lắm, tại cái tánh của nó hùng hồ đó. Mỗi lần chửi kìa nghe kìa phải. Phải nhất là bữa nay. Thứ nhất bữa nay là Quy thiếu ngủ. Thứ hai á là lên đây. Cái đó kìa xưa là bị ta chửi nhiều phải không? Mà thằng bạn thân của mình, mình nuôi nó mấy chục năm mà. Nó ăn tiền của kìa không biết bao nhiêu mà nói. Vậy hả? Trời ơi, kìa nuôi nó ngập đầu luôn. Biết tánh kiều rộng rãi đúng không?
mà đến lúc mà nó chửi mình, thù ơi, bạn mình hồi xưa mình cho nó bao nhiêu tiền, giờ nó chửi là hết nhiêu. Trời ơi. Hỏi nó đi coi có không. Hai cha con chạy về anh trắng. Chuyện này chưa bao giờ nói thêm nó bớt ai nữa lời. Nhất là cái này 2, 4, 6, 8 cái máy quay phim. Cho nên mỗi lần mà thằng bạn cũ mình Hoàng Long mà chửi mình khoái lắm. Chứ hồi xưa cho nó quá tiền nhiều luôn. Sao ngộ á, nhiều khi đến lúc mà người ta chửi mình vui á, nó khó là lắm. Tự nhiên cái thằng này là bạn thân của mình nuôi, mình cho nó tiền mà cuối cùng nó lại chửi mình. Nó mới vui. Chứ con gặp người thường chửi ồ chuyện bình thường không. Hôm đi ở ngoài chỗ cái ủa, từ ở dưới chân núi lên hồi trước đó là một mình anh làm cái đường đó hả, hay là mình tính cái đường đó, hay cái đường nó có sẵn rồi mình làm rộng đó thôi. Khi mình đổ xi măng á thì mình làm lớn ra thôi, tại mỗi lần làm lần khó đó, để cho xe nó 2 chiều đi được 20 feet. Đổ con đường 700,000 xi măng từ đây rộng lên 700,000. Không mà nói chứ mấy cái công trình ở đây á xây đến giờ nó nằm trong này thôi. Dạ. Trong này nghỉ ra làm ra không có. À tức là mình, lúc nào anh ai vẽ hết. Mình ngồi đâu cái mình nghĩ cái chỗ này nghĩ ra cái gì á là mình làm đó. Đó vậy. À hiểu rồi. Nó thành ra gì. Tức là một kiến trúc sư duy nhất ngồi đây. Thì tức là anh ngồi giống như kiểu tự nhiên cái giờ chỗ đó nó vậy á là tới mình làm giống vậy thôi. Giống như mình đặt tượng vậy đó. Dạ. Có những cái mình bí thì mấy vị nói cho mình biết là mình đặt về hướng nào, tại vì nghe được tiếng của mấy vị mà. Dạ. Mấy vị cũng nói tiếng người như mình, tiếng Việt. Nói chuyện nghe được. Chuyện đặc biệt chuyện nghe tiếng của vô được phải không. Dạ. Thì chuyện nghe được của Phật nói nữa, cho nên chuyện thuộc dạng này cũng hơi khó. Tại cái điện thoại là bắt được cái làn sóng của Phật. Cái đó là cái năng khiếu hưởng cái làn sóng. Cái năng khiếu dạ. Năng khiếu mà bẩm sanh nó có. Dạ. Thì cho nên mấy vị mới kêu làm thế này làm nọ. Chứ chơi với người hay lật qua lật về phải không? Mình chơi với Phật không bao giờ lật mình. Dạ. Cho nên Phật là người bạn trung thành nhất của kiện. Lúc nào có giờ có câu chuyện nào trên cái núi này không? Anh kể cho em với lại môn chung. Trời ơi, nếu mà nói cái máy vô hồi nó hết pin. Bây giờ nó ngẫu hứng mình nói cái gì đó. Bây giờ vô mà nói cái đề tài đi. Mình là cái thư viện muốn lật cái khúc chỗ nào phải đưa cái đề tài. Thế giờ biết nói gì vậy? Biết hết á nhưng mà nói nhiều quá thì bây giờ muốn nói, vô, nói, muốn nói, hiếu kỳ vậy nhiều vậy. Lúc em cũng không muốn nói, em lên đây em muốn dành nói vô, với anh. Vô mà muốn hiếu kỳ gì chứ phải đưa cái đề tài. Em lên đây em muốn dành nói với anh luôn, tại vì em nãy giờ em mệt em chưa nghĩ ra chuyện nào hết. Nói chứ lên đây là để thăm anh Kiệt. Tôi nghĩ ra đề tài rồi. Đi hỏi đi Kiệt trả lời sao. Dạ hỏi hả? Suy nghĩ. Nãy chứ nói về cái hôm nay có coi đám tang Bác Trọng không? Có chứ. Đó. Thì giờ Bác Trọng 3 tháng trước. Đúng rồi. Mình đã nói ông chết. Thì chết cái đường chính trị. Rồi mới hồi bữa hổm mình cũng nói Bác Trọng giờ đầu thai là thành người Mỹ. Thế hả? Bây giờ ở bên miền Virginia đó. Thôi, cho ông vô Mỹ làm chi vậy? Ông nói trời ơi. Lý do. Ông vừa đi xong là ông đầu thai thành Mỹ con rồi. Chi vậy? Trong bụng. Trời ơi, ông nói em mà muốn cho ông thành con cá lóc mắm dồi vậy chứ. Mỹ con chi vậy? Bỏ miệng ăn mất kia rồi. Trời ơi, vô tính theo đời không à. Vô phải tính theo là khác. Cho ông đi làm chi ổn vậy? Giải thích trên này ta khó hiểu lắm. Qua đây như cho ăn sô-cô-la em nữa chi vậy? Ông nói phải... Sao vô không hỏi vô tử đầu tới vô trở thành chú Quốc Quy? Hả? Thôi mà mệt bác thành chú Quốc Quy mệt đúng không? Tự nhiên nó bị mình phải như vậy. Ở trong người vô á, nó có một cái chỗ nào hay đau nhói nhói. Rồi. Tại vì ngày xưa khoảng năm 800 mấy á, lúc vô làm quan ở thời nhà Nguyễn á, bị người ta bắn một viên vô là chết. Ủa mà sao bị bắn? Thì chắc... Nói nhiều á. Nếu mà tự nhiên nói em nói nhiều vậy thì á, em nói nhiều có lợi hay em nói nhiều tự nhiên nói nhiều bị người ta ghét? Có lợi. Rồi. Nên nói tiếp. Thì nếu mà mình nói mà mình bị vậy mà mình nói nó có lợi có tốt không? Phải nói chứ. Thì mình phải nói chứ, tự nhiên cái nói nhiều. Ông Trump nói hay không, nó có lợi nên tụi nó bắn. Đúng rồi. Có nhiều đứa nó ghét. Đâu có gì đâu. Mày chấp nhận thôi. Còn chuyện ông Trump nữa.
hỏi mấy người đây đi, ngày mà ông bị lấy lá phiếu á, chuyện đó ông quay trở lại đúng không? Ừ. Bây giờ có giống không? Những cái gì chuyện nói 5 năm nay đều là trúng thiệt. Rồi năm 2018 chuyện nói chiến tranh xảy ra ở Trung Đông, bây giờ lan rộng ra, bữa nay là coi như là hết Trung Đông. Người chuyện nói nước Việt sẽ thay đổi chế độ đúng không? Người chuyện nói là đi tiễn bác về trời, thiêu tức là thiêu lăng của bác á. Ủa gì nói cũng trúng hết á, tại ta không nhớ thôi, trúng nhiều quá ta quên. Nhưng mà những cái lời của chuyện nói á, ở Việt Nam bây giờ từ từ họ nghiên cứu, họ lấy những cái clip cũ ra nói chi cho nó nghiên cứu chi vậy? Không, cái nó nghiên cứu để nó cho nó ngu như kiến luôn đi mình. Không, nhờ vô cái nhà mình á mà cái thế hệ trẻ mà bị nhồi sọ 50 năm á, nói nói chị có sáng, mình hiểu nhau chuyện đó thôi. Đúng rồi. Đó là đâu phải đâu, con kiến là theo ngu được, nếu mày nghiên cứu Việt Nam mình không có ngu, chẳng đúng qua rồi. Là không có gặp lãnh đạo tốt thôi. Dạ. Chứ sau này ví dụ chứ dài chứ giờ như cũng như là nếu nói Việt Nam mình ấy, tại sao qua đây có ông Kiệt ngồi đây đúng không? Ví dụ như chú Quốc Huy sau này về làm chức bộ trưởng bộ công an giống như bác Tô đi, em thích. Dân đỡ khổ lắm. Không thích. Không thích hả? Lúc đó vô ăn đâu phải là bò giác vàng, vô ăn là rồng bát vàng luôn á. Không ăn vậy. Ăn bình ngòm, ăn bánh bèo sướng không, không chịu. Trời ơi. Đang ngồi ăn bánh bèo đủ gặp lần nào đi ngang làm bậy chửi đó chứ, tự nhiên mà đi ăn kia dân nó chửi chứ vậy đúng không? Không, hai cái sướng của hai người khác nhau. Làm đi là mình chủ yếu khi mình lên đài á, là những người có sứ mệnh như mình á. Dạ. Mục đích á, là chánh nghĩa. Dạ. Là để làm cho dân có một cái định hướng là nước Việt còn có một cái hope, một cái hy vọng à, thì Kiệt với Quy với thằng Phong, rồi ba thằng ở hai ngoại gán đoàn kết với anh Nam Quang nữa nè, không nói với mình để cho người Việt Nam có cái hy vọng phương. Không còn dạ. Ba thằng mình mà bị chết yểu á, chắc người Việt Nam cũng buồn á, chắc dạ. Đi đám tang còn đông hơn đi bắt trọng dạ. Nhất dạ. Là Quy mà chết nãy sáng nè, nghe tự nhiên sáng giờ lớn là nghe con Quy chết không à, mà nghe con chết mình vui quý vị. Nó ngủ gục, nó lái vô cái lên giữa không, mới sáng mà không lái xe lên bắt cái ly xém đi đâu, sáng qua phải không? Nếu mà ngày ngang qua mà gặp những chiếc xe truck mà đi ngược chiều cái thì bây đâu giờ có phải là đám tang Quy không? Dạ. Là có phải là cả nước Việt buồn khóc không? Bắt chồng chết á, người ta chỉ đi bề ngoài thôi, chưa chắc trong lòng người ta buồn, còn Du chết á là nhiều người buồn lắm. Mà trong sao, đó có mà mình thay biết hay Lâm Quang nói buồn á, không em nói biết người anh biết người nhiều người buồn. Buồn trời, cái view của Du lên nói thì cái đó đã trả lời triệu view, mỗi lần nói chuyện là triệu view, 700,000 view thì đó là thiệt mà, đó là đa tài không, cái đó là cái mình thấy. Ừ thì có phải cả nước Việt buồn không? Còn mỗi lần bắt chồng lên đọc diễn văn á, chỉ có mấy người trong đảng coi thôi. Không, Lâm Quang có mấy thằng bạn nó có quan hệ với lại mấy cái đám an ninh ở bên kia đó. Ừ. Quá em. Nó kể là quá em. Không, nói chút xíu xíu. Nó kể là mấy tụi an ninh nó thích coi Huy lắm. Đúng không? Sao vậy? Đúng không? Tại nó chửi không được nhau, Huy chửi giùm tao. Tức là trời ơi, tao muốn nói như Huy mà nó không được, nó chửi đã, tao nghe đã luôn tay. Chửi giùm. Thật sự không có thằng nào mà thích đảng hết. Nhưng mà nó không thích đảng cho nó ngồi trong đó. Đó là cái nghề của người ta, không làm là không làm đảng viên sao sao. Đó là ở đây dễ thương quý vị, ở đây chỉ có mình là Kiệt hiểu quý vị rồi quý vị. Nhiều lúc mình Kiệt hiểu gì đó. Mình lại mình nói mình nổi. Tức là ổng nhiều lúc đó. Mình nói là đủ yếu là để cho ổng nói chứ mình chứ mình biết rồi. Đó anh Kiệt. Nếu mình chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Trời ơi. Ở trong nó hậm hực lắm, nó nhờ quy giống như xã giùm nó vậy đó. Phong thì chưa có chửi mạnh bằng Quy quá không? Không, nhưng mà bây giờ lên á, sẵn ở đây anh có cái lời nào anh cho em lời khuyên không? Có chứ. Anh cho em tốt hơn không? Giống như nạp thêm năng lượng, có thêm đạn. Mình nói làm sao á cho tất cả
những sĩ quan Đà Lạt với trường võ bị Thủ Đức á, họ đoàn kết nhau thành một cái khối. Tại nước Việt trong mấy tháng tới sẽ cần rất là nhiều người hải ngoại mà học vấn từ cái trường đó ra. Thì trong đó có một số những người đó là họ mang tính chất tham mưu. Để mà về, để mà rồi đồng thời cộng lại với một số, tức là nước Việt sau này không có hải ngoại, không quốc gia, nhưng mà thành một nước Việt mới á. Thì mình cũng là cái người Việt thôi. Thì mang họ về để mà dùng cái tài trí để mà giúp nước. Đó thì giờ là vậy thôi, vô hải ngoại dù nói như vậy. Còn ở trong nước thì sẽ đến ngày đến giờ mọi chuyện dù sẽ thấy rất là ngạc nhiên, phải không? Nhưng mà đối với chuyện đó không có ngạc nhiên. Tại vì nhà tiên tri cho thế giới mà, chỉ biết ngày, biết giờ, biết tháng. Chẳng qua đó mình lên trên này là để chọc, để nói nữa cho ông Kiệt ông nói. Ông nói phải có đề tài. Thì đó. Còn Vô nói khuyên thì giờ dùng cái miệng của Vô ba tắc lưỡi á. Đem cái sự đồ. Kiểu là từ 4 lần khác người ta, là 3, 4 lần. Trời ơi, răng lò xí nhiều cho nên ông nói giỏi à. 4 lần. Lưỡi dài hơn mình giờ luôn. Tại vì hải ngoại mình nó cũng không có đoàn kết á. Hội đoàn này, hội đoàn kia. Nếu mà Vy mà nói làm sao cho hội đoàn đoàn kết á. Đó là một cái điều rất là nước Việt có phước. Tại mình cần cái sự đoàn kết của mấy bác HO á. Còn kia không có khả năng đó. Tại mấy bác coi Kiệt cũng giống như là tép riêu, coi Vô là rồng á. Không có đâu. Kiệt là tép. Không có đâu. Không bội. Nếu mà em là rồng, nào rồng em đâu có làm được cái chuyện lớn lao như anh. Ủa, cái này là chuyện khác. Cái này là tự vì Kiệt thấy tiền phù du, muốn để lại đời những cái công trình này lưu truyền thôi. Nó không có khác, nó không có liên quan nhau. Dạ. Anh nói em con rồng nhảy. Một rồng thăm tôm bữa nay. Rồng thăm tép. Rồng mà rồng nữa. Hồi nãy lúc mà trên đường chạy từ dưới chân núi chạy lên á, Huy có quay mấy cái đám mây đẹp lắm. Đó, đám mây nãy đi lên, trời ơi mây đẹp. Chút xíu cho mấy ông, dài dài ở bóm hả? Tức là mấy ông rồng á. Đó thì đó. Còn hồi xưa Nam Quang có nói là hình mấy ông rồng Kiệt chụp á, là Vô có đem đi thử là hình thiệt đúng không? Dạ. Thì trên núi này thật sự có mấy ông rồng mà. Dạ. Ông cũng đang đứng đây á. Không có chứ. Núi này rất là linh thiêng nha. Núi này mà không có đồng em đâu có lên đâu. Không, nói thiệt á. Mấy người kia kêu không, anh nó giỡn thôi. Trời, cái này thấy thằng Huy không? Huy ai cũng vũa, Huy đâu có sợ ai đâu. Đúng không? Không quay nữa hả? Không, để giờ quay cái cảnh kia. Ok. Quay cái cảnh kia một chút xíu. Quay cái rổ này nè. Linh đây thấy tâm tịnh liền đó nha. Tâm tịnh. Thấy cuộc đời trôi ở phía dưới. Thấy tách thẳng ra này. Thấy cuộc đời giờ kêu thầy ở đây chỉ cho dưới này. Sao chỉ gì sao?